xin kính chào cô chú anh chị ngày mới an lành. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Cô chú anh chị, chúng ta hôm nay đi qua bên Cù Lao Viên nha. Mình đến bến đò Tấn Long, hướng mình đi sẽ đi qua bên Cồn Én khu du lịch nha cả nhà. Nhưng trước khi mình muốn đến được bên Cù Lao Viên thì mình phải đi qua chiếc cầu Mỹ Luân này nha. Và đây là hướng rẽ vào đường cầu nè, rẽ vào cầu nè, thì mình đi qua đây là mình đóng phí nha cô chú anh chị. Đây, mình phải đóng phí ở đây nha, rồi mình mới qua cầu nha cô chú anh chị ơi. Đây là mình đi qua cái cầu Mỹ Luân này để mình qua được bên Cù Lao Viên nha. Hôm nay thì chúng ta làm một lộ trình từ cái hướng cầu Mỹ Luân nè, thị trấn Mỹ Luân nè, bên đầu cầu Mỹ Luân này mình đi qua, đóng phí mình đi qua cầu Mỹ Luân này rồi mình sẽ đi qua được bên Cù Lao Viên. Dạ. Cũng như chúng ta muốn sang được Cù Lao Viên những hướng khác, những ở góc khác thì mình sẽ đi qua đò. Dạ, mình đi qua những chiếc đò ngang nhỏ nhỏ, còn không thì là mình sẽ đi trên cầu này. Mình rẽ hai hướng đều được hết nha. Đây, chúng ta đã xuống dốc cầu rồi nè, mình tới bên Cù Lao Viên rồi nha cô chú anh chị. Hôm nay Kim làm một lộ trình chi tiết để cho bà con mình biết đường đi về khu du lịch Cồn Én nha. Đây, xã Tấn Mỹ kính chào quý khách. Đây là cổng chào của xã Tấn Mỹ. Dạ vâng, mình xuống hết cầu thì mình gặp phải chiếc cầu chiếc cổng chào này nha. Rồi thì mình đi đến cái ngã ba nè. Đến ngã ba này thì nếu mà mình rẽ phải, nếu mình rẽ bên tay phải thì mình sẽ đến được chùa Phước Thành, cũng như là nhà thờ Bình Phước Xuân, hay là chúng ta đi Bình Phước Xuân. Dạ. Còn nếu như mình rẽ trái, thì mình sẽ đến nhà thờ cổ Cù Lao Viên, cũng như là mình sẽ đến được bến đò Tấn Long để mình sang bên khu du lịch Cồn Én nha cô chú anh chị. Mời tất cả bà con mình cùng rẽ bên trái để đi đến bến đò, mình sang bên khu du lịch Cồn Én nha. Nếu như mình rẽ trái, mình đi như vậy nè, thì đi ngang qua nhà thờ cổ ở Cù Lao Viên nha. Và đường thì đường đi ở phía Cù Lao mình bây giờ đường rất là đẹp nha cả nhà. Đường êm ái lắm nè. Đó, cả nhà thấy không, không có còn gồ ghề như xưa nữa nha. Bởi vì mới được sửa chữa làm mới lại con đường này. Cũng chưa bao lâu đâu cả nhà. Và đây là ngôi mộ của mộ thánh Lê Văn Phụng. Và đây ạ, cũng tử vì đạo cả nhà. Rồi còn đây là ngôi nhà thờ Cù Lao Viên, ngôi nhà thờ cổ nha. Ngôi nhà thờ cổ ở Cù Lao Viên mình nha cô chú anh chị, có tên là Thánh đường Cù Lao Viên. Ngôi nhà thờ cổ này là cũng hơn 100 năm, gần 200 năm rồi đó cô chú anh chị. Yeah. Thôi giờ mình tiếp tục mình đi đến bến đò Tấn Long nha. Đó bà con mình nó dễ lắm, đường dễ đi lắm cô chú anh chị. Mình muốn đi đến bến đò Tấn Long để mình sang bên khu du lịch sinh thái Cồn Én. Khu du lịch mới mở rất là đẹp nha cả nhà, mới đưa vào hoạt động hồi Noel năm ngoái. Dạ. Khu du lịch rất là đẹp luôn, có bãi tắm nè, khang trang lắm cả nhà, đẹp lắm luôn, phong cảnh rất là hữu tình thoáng mát, đẹp lắm. Dạ. Mình đến đó mình cũng có ghi hình rồi đó cả nhà, nhưng mà tới đây nếu mà
có dịp mình cũng sẽ qua đó mình ghi hình một lần nữa, chia sẻ đến bà con mình gần xa để xem khu du lịch. Đây, đường này nè, mình cứ chạy thẳng hoài luôn ha. Mình chạy thẳng hoài luôn thì sẽ đến được bến đò để mình qua bên đó. Duy nhất chỉ có một bến đò đó thôi nha cô chú anh chị, bến đò đó cũng lớn lắm. Chở được xe tải, xe du lịch nha. Bến đò cũng khá là lớn, đò lớn hơn cả nhà. Đi cũng an toàn lắm, không có gì phải sợ đâu. Hôm nay thì Kim làm một lộ trình từ cái hướng thị trấn Mỹ Luông, mình đi qua cầu Mỹ Luông và chạy thẳng đến bến đò để sang bên khu du lịch sinh thái Cồn Én, cho bà con mình dễ biết đường mà đi đến ha. Mình đó là khu du lịch sinh thái Cồn Én và bến đò Tấn Long. Đó, chúng ta đi gần hơn rồi nè. Đó, cả nhà mình nhìn thấy rõ rồi không phải không ạ? À? Đây, có cái bảng thiệt là bự nè. Khu du lịch sinh thái Cồn Én và bến đò Tấn Long. Đây nha. Bây giờ mình chạy qua luôn nha cả nhà để mình xuống dưới bến đò nha. Kia là đến khu du lịch liền luôn à. Mình lên bờ một cái là đến khu du lịch luôn nha cả nhà. Như bà con mình để xe gửi bên đây cũng được, mà đi xuống đò mang xe qua bển cũng có chỗ bãi gửi xe rất là rộng nha. Dạ, khu du lịch đẹp lắm nha cả nhà. Khu du lịch sinh thái mà có bãi tắm rồi là rộng lắm. Và cách kiến trúc rất là đẹp luôn. Dạ, Kim cũng đã đi qua đó ghi hình chia sẻ đến bà con mình rồi đó. Dạ, nếu có dịp nữa thì Kim sẽ trở lại một lần nữa ghi hình. Hiện tại bây giờ thì cũng đang
xây dựng và kiến thiết thêm, mở rộng thêm rất là đẹp cả nhà ơi. Bà con mình muốn tìm sự yên bình và tất cả thiên nhiên hết thì hãy đến khu du lịch sinh thái Cồn Én nha. Mà muốn đến được đó thì chúng ta phải đi qua cái đò Tấn Long này nha cô chú anh chị. Đò cũng rộng lớn nha, đò chở được xe du lịch và xe tải đều được hết nha cô chú anh chị, cũng an toàn lắm nha. Rời đi thì sẽ có một chiếc đò khá cập bến đó, đò lớn nha cả nhà, cho nên là chở được xe tải và xe du lịch, bà con mình yên tâm nha. Đó, đi qua bên kia là mình bước lên bờ là đến khu du lịch sinh thái luôn đó cả nhà, không phải đi đâu đâu, không phải mình đi đâu xa để tìm nữa đâu, rất là tiện luôn. Có lục bình, cái này là chạy ủi lên đó nha, cái là nó dính luôn đó, vậy mà cũng đi qua đi lại hai bên bờ không chịu rớt xuống nữa. Dạ dạ mấy bển bé bên đó là cái bên gió bên đây đạp qua. Dạ đó đó, đó. Đò mình á dạo này có khu du lịch đó đều vui á anh ha, chạy qua chạy lại vui. Em cũng qua bển quen lần rồi, không biết mấy anh nhớ không chứ em cũng đi đò này qua bển lần. Mai mốt em cũng đi nữa đó, nhưng mà phải đợi em đợi dịp lễ gì kìa. Bà con đông đông á đi quay mới vui. Đó, ở bến này thì nhà bà con mình ở đây cho nên là những cái ghe đồ neo đậu ở đây cũng nhiều nè, ghe xuồng đồ này cả nhà. Đó. Cái bến này cũng vui lắm ha, cũng có nhiều nhiều ghe đò đồ đậu ở đây.
nói về vùng quê sông nước An Giang mình thì có dọc theo tỉnh An Giang này thì cũng có hai dòng sông, đó là dòng sông Hậu và sông Tiền. Thì dọc theo dòng sông như vậy thì có những chiếc đò ngang để đưa bà con mình nối liền giữa hai bờ. Dạ, rất là tiện lợi cho bà con trong cuộc sống sinh hoạt, đi làm việc cũng như là buôn bán. Dạ, nhờ có những chiếc đò này mà tiện lợi cho bà con mình trong cuộc sống sinh hoạt đó cả nhà. Dạ, và ở đây cũng vậy, đây là một bến đò nữa, đây là bến đò Tấn Long. Dạ, bởi vì không phải là cứ mỗi một đoạn là mỗi chiếc cầu được đâu cả nhà, không phải mỗi một đoạn, mỗi một khúc sông là một chiếc cầu được đâu, chỉ duy nhất một chiếc, hai chiếc thôi. Cho nên là còn có những thôn xóm, những xã muốn cần để mà sang sông qua lại, mình đi công việc hay thăm viếng bà con cũng như là đi buôn bán, đi làm việc thì cũng phải nhờ có những chiếc đò ngang như thế này thì mới đưa bà con mình tiện để sang sông. Dạ, vì vậy mà rất dễ thương cô chú anh chị ơi, vùng quê sông nước thật là êm đềm với những lênh đênh trên những chuyến đò như thế này, rất là dễ thương. Vì vậy mà những hình ảnh, những nét đẹp êm đềm của quê hương sông nước mình cũng muốn giới thiệu với bà con gần xa để nhìn thấy những cái cảnh thiên nhiên, cảnh thực tế như thế này. Đây là một cái bức tranh sống động rất đẹp, dạ, của vùng quê sông nước. Hôm nay thì cũng khá là nhiều lần Kim đến đây rồi. Không những là một bến đò này mà cũng rất nhiều những bến đò khác Kim đến ghi hình rất nhiều để chia sẻ cho bà con mình. Ở đâu cũng vậy thôi, những chuyến đò và trên dòng sông cũng đều giống nhau hết. Nhưng có khác chăng, đó là những bà con lưu thông trên những chuyến đò đó và những tên gọi khác nhau của những bến đò. Dạ. Và hôm nay thì Ấm Áp Miền Tây cũng muốn đưa bà con mình qua chuyến đò Tấn Long này để sang bên kia sông là khu du lịch sinh thái Cồn Én. Một khu du lịch rất là đẹp, dạ, rất là hữu tình, rất là dễ thương cả nhà ơi. Thật là êm đềm với khung cảnh thiên nhiên rất là đẹp, cũng có bãi tắm rồi cũng có nhà hàng, restaurant để cho bà con mình đến đó tham quan du lịch, rồi cũng có chỗ để dừng chân nghỉ ngơi ăn uống. Dạ, nói chung là rất là đẹp, nhưng Kim cũng không biết là giới thiệu với mọi người như thế nào nữa, bởi vì mình cũng phải là nhân viên ở đó, cho nên là mình không thể nào làm marketing được hết trọn vẹn được cho khu du lịch. Mình chỉ biết nói là bến đò này đưa bà con mình sang Cồn Én, và đó là khu du lịch sinh thái mới mở, rất là đẹp, rất hoành tráng luôn, rất đẹp luôn cả nhà, kiến trúc rất là đẹp. Dạ, Kim đã từng qua đó ghi hình cho bà con mình xem rồi. Nếu có dịp nào đó nữa thì Kim sẽ trở lại một lần nữa vào những buổi lễ hay hoặc là những buổi lễ Tết gì đó thì Kim sẽ đến ghi hình để chia sẻ cho bà con mình một lần nữa nha. Nói đúng ra thì bây giờ thì cũng là tháng này thì cũng là tháng thiếu, 29 là mùng 1 rồi, mà bây giờ hôm nay là ngày, hôm nay là ngày 12, đã bước vào tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu rồi cả nhà. Dạ, thì cũng không bao lâu nữa, cũng chỉ vài tháng nữa thôi. Dạ, 5 tháng nữa thôi thì là cũng lại hết năm nữa rồi cả nhà. Thấy thời gian trôi đi rất nhanh không? Thì cũng không bao lâu nữa thì cũng đến Tết nữa thì Kim sẽ trở lại ghi hình một lần nữa cho bà con mình xem nha. Đó, cả nhà mình nhìn thấy không, rất là tiện nè. Có những chuyến đò như vậy, bà con mình người đi bộ, người đi xe đạp hay là xe du lịch, xe tải vận chuyển những hàng hóa buôn bán, như bà con mình cũng lưu thông để làm việc, rất là tiện lợi hết cả nhà ha. Cảm ơn những chuyến đò thân thương này đã đưa bà con mình xuôi ngược để nối liền giữa hai bờ thương nhớ. Dạ, rất là dễ thương cả nhà ơi. Có dịp nào đó thì cô chú anh chị về vùng quê sông nước để cho mình trải nghiệm trên những chuyến phà, những chuyến phà lớn hoặc là những chuyến đò ngang như thế này nè, rất là dễ thương nha. Những chuyến đò cũng không có để cho bà con mình phải chờ lâu đâu cả nhà. Dạ, chút xíu là một chuyến đò, chút xíu là một chuyến đò thôi, đưa bà con mình xuôi ngược, cứ chuyến này rời đi thì chuyến khác sẽ là cập bến, rất là tiện luôn nha, chứ không có chờ đợi lâu gì hết nha cả nhà. Như bà con mình đi bán, đó đi bán hàng rồi bây giờ về nè, đó bà con mình thấy tiện không? Đó, rất là tiện ha, tiện trong cuộc sống sinh hoạt của người dân mình ở vùng quê sông nước như vậy. Như ngày xưa đó,
Nhưng ngày xưa thì chưa có những chuyến đò. Theo như Kim được biết thì bà con mình nhà nào cũng phải có một chiếc xuồng. Và có một chiếc xuồng gọi là xuồng ba lá đó. Không thôi là có những chiếc ghe để cho tiện khi mà mỗi khi mình muốn sang sông chở hàng hóa đi buôn bán hay hoặc là đi thăm bà con hay đi công việc gì đó, tất cả đều ở vùng sông nước thì phải có một chiếc xuồng cả nhà ơi. Nhỏ nhất là một chiếc xuồng ba lá, còn hãy lớn nữa thì là một ghe, dạ, gắn máy vào chạy hay hoặc là chiếc vỏ, gọi là vỏ lãi đó cô chú anh chị, cũng gắn chiếc cái máy vào để chạy cho nó nhanh hơn. Còn mà bây giờ thì cũng tiện, vẫn còn những chiếc ghe, chiếc xuồng đó vẫn còn để cho bà con mình giăng câu bắt cá vẫn còn. Nhưng mà tiện hơn là có những khi có những chuyến đò này ra đời thì bà con mình lại lưu thông là dễ dàng hơn. Chứ hồi xưa giống như mình ở trên bờ này cũng vậy đó, nhà nhà người người thì phải có một chiếc xe, dạ, nhà nào cũng phải có một chiếc xe để tiện cho lưu thông, dạ, để tiện cho di chuyển. Thì cũng ở sông nước cũng vậy đó, thì rất cần cho những chiếc xuồng, dạ, để cho những bà con mình đi công việc hay là đi săn bắt, đánh bắt trong cuộc sống, bắt cá, tôm, giăng lưới rồi đó cả nhà. Đó, dùng sông nước phải có chiếc xuồng, chiếc ghe, tiện vậy đó. Giờ này thì đa số bà con mình buôn bán về trở lại nhà, bởi vì hồi nãy là chúng ta đi ngang qua đó, thì đi ngang qua một cái chợ gọi là chợ Tấn Lợi đó cô chú anh chị. Chợ, ngôi chợ đó thì là ngôi chợ cũng lớn nhất của xã Tấn Mỹ, cho nên là bà con mình cũng bên kia thì cũng chở hàng hóa, cá tôm đồ săn bắt được, hàng hóa trồng được mang qua bên chợ để bán. Vì vậy mà giờ này tan chợ, cũng gần tan chợ rồi thì bà con bán hết hàng rồi lại về nè. Đó,
có những chuyến đò như vậy thì phải nói là cuộc sống bà con mình nó cũng thay đổi rất nhiều nhờ những chuyến đò này. Thì hàng hóa lưu thông dễ hơn và buôn bán cuộc sống thì cũng sẽ khá hơn đó cả nhà. Như cả nhà mình nhìn thấy đó, thời điểm này thì nước sông rất là đục, nước sông đục lắm cả nhà. Vì vậy mà vùng quê nông thôn này đã được nước sạch về đến từng ngóc ngách, từng ngôi nhà, từ căn nhà ở vùng sâu vùng xa tất cả đều có nước sạch để dùng hết rồi. Bây giờ thì cuộc sống bà con mình nâng cao rất nhiều ạ. Không phải như ngày xưa dùng những nước bẩn như thế này. Còn bây giờ thì có nước sạch hết rồi cả nhà. Chứ hồi xưa không có thì bà con mình phải ăn uống sinh hoạt tắm giặt tất cả đều phải nước này nè cả nhà. Bây giờ thì có chăng thì bà con mình chỉ bơm lên để dội rửa thôi. Chứ không có phải dùng trong sinh hoạt nấu nướng hay uống là bằng nước này nữa nha. Mùa này thì cũng là bắt đầu bước vào mùa nước nổi rồi cô chú anh chị. Bắt đầu bước vào mùa nước nổi rồi cho nên là nước bắt đầu dâng lên từ từ rồi nè. Cho nên nhìn những dòng sông thấy cũng rộng hơn. Thời điểm này thì khu du lịch bên Cồn Én thì bà con mình cũng ít đi hơn, bởi vì không phải là những ngày lễ. Vào những ngày lễ lớn trong năm hay là Tết thì là bà con mình sẽ có được những ngày nghỉ đó, rồi thì sẽ đến những khu du lịch đi tham quan vui chơi là nhiều hơn, đông hơn. Còn ngày thường thì tôi nghĩ là cũng hơi vắng. Chứ còn mà gặp như những ngày lễ lớn trong năm, hay hoặc là thứ bảy chủ nhật, hoặc là những ngày lễ lớn hay là Tết gì đó thì những chuyến đò này phải tăng cường cho chú anh chị, phải xuôi ngược liên tục luôn, không có đậu được như vậy đâu. Bởi chừng đó bà con đi đông lắm. Kim đã từng đi qua bên khu du lịch đó một lần rồi. Bây giờ Kim cũng muốn một lần nữa sẽ đi qua để review tiếp tục cho bà con mình xem sự thay đổi nơi đó, sự kiến trúc thêm, kiến thiết thêm cho rộng ra ở khu du lịch đó. Không biết là thời điểm nào nhưng Kim sẽ cố gắng sẽ trở lại đó một lần nữa, ghi hình nơi khu du lịch bên Cồn Én, khu du lịch sinh thái đó cho cả nhà mình xem. Xa kia thì Kim cũng thấy có một chiếc đò cũng đang lên đên chuẩn bị đưa bà con mình từ ở bên Cồn Én qua bên đây nè.
mình chờ một chuyến đò đó cập bến nữa thì mình sẽ dừng máy ha cả nhà ha. Ở xa kia thì Kim thấy có một chiếc đò chuẩn bị cập bến nè, đưa bà con mình từ bên Cồn Én qua bên Cù Lao Viên này nha. Thank you.
thôi thì nãy giờ chúng ta ở bến đò, đến bến đò Tấn Long cũng khá là lâu rồi. Thôi thì giờ này cũng trưa cho nên bà con mình đi qua lại hai bên bờ thì cũng hơi vắng. Thôi đến đây thôi, thì cũng xin tạm biệt video của mình nha. Cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn yêu mến, đồng hành và ủng hộ kênh Ấm Áp Miền Tây ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình vào những clip sau nha. Xin tạm biệt những chuyến đò quê hương. Xin tạm biệt những bà con thân yêu ạ. Xin hẹn gặp lại bà con mình vào những clip sau. Xin chúc tất cả bà con mình thượng lộ bình an, vạn sự lành. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.